có một ước ào, em có một khả khao. Làng da nâu, làng da nâu. Em có một ước ào, em có một khả khao. Làng da nâu, làng da nâu. Cô ơi cô, cô ơi, nho Mỹ này nhiêu ký vậy cô? Mắc như... lắm đó, mua không nổi đâu. Biết là nho Mỹ là mắc rồi, nhưng mà nhiêu ký vậy cô? 24 ngàn. Trời ơi. Trời. Làm gì mà hết hồn hết vía vậy? Trời, nho Mỹ mà sao có 24 ngàn ký vậy? 100 gram. Chứ nhìn cái tướng bà mà nói 240 một ký, dám chừng bà té bà xỉu rồi. Đừng có nói xỉu trước cửa hàng nhà tôi nha, đừng có nói đứng ra xỉu luôn nha. Dạ dạ không có, không có. Dạ tại vì tôi hôm qua tôi mua thấy có 180 mà cô. Thì qua bên đó mà mua, bển bán 180 đó. Ở bên đó hết rồi. Thì bởi vậy, ở đây là hàng độc quyền, hàng ngon, hàng tuyển thì nó mới 240. Ơ cô ơi, này mình bớt chút được không cô? Chị đi vô trong chợ chưa thấy cái bảng của ban quản lý không? Không cân thiếu, không nói thách. Mà không nói thách thì không trả giá. Thuận mua vừa bán, đúng chưa? Thiệt tình, tại má chồng tôi đó là không biết sao cả tuần nay bà cứ nói bà thích ăn nho Mỹ. Mà ăn lần đâu có ít, ăn ngày ăn cả ký lô luôn á. Tôi thấy thôi má cũng lớn tuổi mà đi đứng cũng khó khăn, má thích gì thôi mình mua cho má ăn đó. Cô ráng cô bớt được chút không cô? Trời ơi dễ sợ thiệt á. Má chị già lớn tuổi mà ngày ăn ký chắc là ăn đi hay sao á. Mà bây giờ ăn vậy nè, không có bớt. Mua được thì mua, còn không mua được làm ơn đi chỗ khác cho tôi bán. Sáng sớm mới mua hàng nguyên cái quầy trái cây vậy mà chỉ đứng đây án chỗ được tôi bán làm sao được. Vậy thôi cô lấy cho tôi nửa ký nha. Hỏi giá 1 ký, mua nửa ký. Chùm này phải không? Dạ. Nửa ký nha cô. Trời ơi sao mà mắc quá. Đây nè, nửa ký đó, giá chổng gọng luôn mà để luôn, tính chuyện 120 thôi đó. Dạ. Cô cho tôi xin tờ giấy báo hoặc là cho xin thêm cái bao ni lông được không cô? Để tôi lót không thôi, lát rồi bỏ mấy cái khác vô sợ nó dập á mà. Khổ ghê vậy. Bao ni lông bây giờ nhà nước tính thuế rồi đó. Mua có nửa ký. Đây, cảm ơn cô. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Hết hồn vậy? Cái gì vậy? Chị làm gì vậy? Sao nửa ký mà sao nó nhẹ dữ vậy? Trời đất ơi, cũng làm lố nữa. Tại vì trong đầu chị á, chị nghĩ là một ký là nó nhiêu đây ha. Rồi bây giờ chị cầm nửa ký thì giữa một ký với nửa ký nó có độ chênh lệch. Vậy thôi, không, làm hết hồn hết vía. Cái này tôi thấy nó nhẹ mà. Nhẹ cái gì? Đó, chị thấy rõ ràng nửa ký là nửa ký giác nữa là khác à. Thấy ít đó hả? Nho tôi nó lớn trái cho nên nó ít, đúng chưa? Chị mua mấy chỗ khác nó nhỏ chút về thành ra nó nhiều. Mà tôi cân ký, tôi có đếm trái rồi mở ra đếm trái tính tiền rồi kêu nhỏ với nhẹ. Tôi để lại, tôi coi lại anh cái nha. Tự nhiên thoải mái. Mà thấy chưa? 6 lạng của người ta mà tính 120 ngàn bạc. Có cái dũa này 100 ra. Trời ơi, chị nói quá nghe, cái dũa giấy nha. Làm như cái dũa nè. Ô, có nửa ký, 2-3 cái bộ. What's up? What? Sao xoan lo lên dữ vậy? Hả? Lấy ca hả? Thôi lấy tôi chỉ vàng 18 đi, lấy hơn. Trời ơi, nhìn anh ngang, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Chào ấy. Thôi tôi đi nghe. Anh ơi, anh không mua trái cây hả? Anh coi đi, anh không mua anh coi cũng được nè. Anh thử nhãn đi, nhãn ngọt lắm anh. Quầy trái cây này là của ấy à? Dạ. Hồi đó giờ lần đầu tiên mới có người kêu bằng ấy á. Cái tiếng ấy ta nó ngọt, dễ sợ. Thế kỳ quá thôi tôi kêu bằng cô nghe. Thôi vậy, dạ thôi được à, không anh cứ ấy thoải mái đi. Em còn nhớ xíu à. Gì đây? Nhãn, anh ăn nhãn đi, nhãn ngọt lắm anh ơi. Thôi cho tôi 2 trái gì? Dạ, ăn là phải có cặp. Đó, chẳng hạn như nhãn xuồng cũng vậy, anh ăn thử cái nhãn Việt Nam mình nghe nói. Trái nào trái nấy mọng nước, ngọt liệm, ngọt như đường luôn. Ngọt không? Em nhìn tướng anh nghĩ anh chắc Việt Kiều mới về phải không? Nè anh ăn gì nữa không? Tôi Việt Nam. Ủa vậy hả? Vậy mà nhìn cái tướng anh y chang Việt Kiều vậy đó. Người nào cũng nói tôi vậy chứ hả? Dạ. Anh coi cái gì khác nữa không? Cho tôi hỏi coi là xoài. À, xoài. Dạ. Xoài cát Hòa Lộc ngon lắm anh ơi. Nè anh coi thử đi. Tại nó vàng ôm ha. Thơm phức như mứt vậy, ngọt như đường vậy đó. Cam. Thôi
thôi tôi mua khoảng nửa ký nhãn thôi, có kỳ không? Vậy đâu có gì đâu kỳ, anh mua một trái cũng được nữa. Dạ thôi, cái chính là lấy mối làm quen thôi. Ừ. Rồi cái gì mấy mốt anh ghé lại. Anh chờ chút xíu, đây đây dạ. Nè anh không tin phải không? Đó anh cứ ăn thoải mái đi. Anh nói ha, ở quán em bán là tao nói vừa mua vừa thuận lòng khách đến. Ơi cô ơi, cô kỳ quá, tôi đàn ông trai, cô bắt tôi đứng giữa đường tôi thử làm sao? Tôi ngại lắm. Sao ngại? Ngọt thiệt á. Anh ăn thử đi, đây nè quýt cũng ngon lắm nè, anh ăn thử miếng nha. Trời ơi, cô làm tôi ngại quá luôn. Học xoài ngọt thiệt phải không? Thấy chưa, em nói với anh là trái cây ở đây toàn là hàng tuyển không à. Trời ơi em ơi, ăn thử trái quýt em làm anh ngại lắm luôn á, đứng giữa đường giữa sáng mà thử kỳ lắm. Được phải không anh? Thôi ngồi rồi, thôi em nói thiệt nha. Thôi đó, đừng đừng. Không, anh phải ăn anh mới biết là trái cây Việt Nam mà nó ngon như thế nào. Rồi đó. tôi tin thôi đi. Tôi vậy không lấy nhãn nha. Khách khứa mà em mời mà cắt trái cây thử vậy như anh nó là ít lắm á. Vậy hả? Thôi được rồi. Bây giờ tôi không ăn nhãn nữa đâu ha. Bây giờ cô thôi là bữa nay làm quen đi. À cô bán cho tôi 2 ký xoài cắt Hòa Lộc. 2 ký xoài phải không? Ừ. Anh nhớ nha. Ừ. Mai mốt mua trái cây là phải nhớ tới em. Cô đó, cô vừa dễ thương nè, ăn nói có duyên, lại vừa buôn bán thoải mái vậy nữa. Tôi nghĩ chứ ai mà lỡ đây mua một lần chắc sẽ mua dài dài. Trời ơi, bởi vì em mới thấy cái sạp của em mới lớn nhất chợ là gì vậy đó. Anh chờ chút xíu em lấy xoài liền nha. Ngon hả? Ừ, ngon quá. Đứng giữa đường ăn kỳ quá. Nó còn anh ăn thêm nữa đi. Cô cần anh ở nước ngoài hay là ở Việt Nam vậy em không biết. Việt Nam mà thấy anh á đó, 2 ký 2 em để luôn cho anh đó. Ô giác mà cô. Dạ không không sao, 2 ký 2 thôi đi, em thôi tôi trả luôn 2 ký 2 ký làm quen. Tại em thấy anh á hồi nãy nói chuyện có vẻ cũng doanh nghiệp lớn, thành ra em nghĩ chắc anh ít bao giờ được đi chợ. Dạ cảm ơn ra đi chợ cô ơi, buôn bán vậy. Dạ có chuyện gì không vậy? Ủa, ai vậy? À khách quen, hồi nãy mới vừa mua nho xong thấy chưa, nói với chị rồi mua nho có em thì mua đại 1 ký đi, ngọt quá nhạn không đủ phải không? Đây nè, nho ngọt như đường. Ôi, luôn á, nửa ký nho mà ngọt như đường của cô đây nè. Dạ cô coi lại coi, tại sao cô nói với tôi á là nửa ký là 120 ngàn? Thì đúng rồi, 1 ký là 240 là mắc hơn của người ta 60 ngàn rồi. Thì chuyện gì bình thường thôi, ở đây trái cây là hàng tuyển, cái gì cũng ngọt như đường cho nên nó mắc hơn. Bây giờ cô nói là cô cân đủ mà tôi đi qua bên hàng đằng kia người ta cân nửa ký còn có 350 gram là sao vậy? Trời ơi. Cái quầy nằm anh nói thử đây, đây nửa ký này không, nửa ký giáp rõ ràng. Nửa ký mà sao mà nửa ký? Bác ơi, bác ơi, nào bác coi lộn không? Tôi không tin là cái cân đó nó cân mà đến mức còn cô thiếu như vậy. Là tôi đem ra ban quản lý chợ, cái ban quản lý chợ người ta cân cho tôi đúng là có 350 gram. Trời, à nói vậy mà nói được đây nè, hỏi thử ảnh coi từ hồi nãy vậy em có cân thiếu không? Không không có đâu bác ơi, bác lầm rồi đó. Tôi thấy cô này dễ thương lắm, đây nè cân 2 ký giác 200 gram, để từ từ tôi nói. Anh ơi. Ủa? Trời ơi em đi đâu nãy giờ vậy? Thì em anh quá trời luôn, em mới mua xoài cát anh cũng mua nữa. Xoài cát Hòa Lộc nè, ngọt ngay ha. Cô dạ. Này nè cô bán nè, nè cô cân cho anh là 2 ký 2 mà nghe dễ thương lắm nghe, không tính 200 gram đâu. Dạ, 2 ký thôi. Nè 2 ký cũng ngọt lắm á, em mua còn xoài cát Hòa Lộc mà loại 1 luôn nè. Mà cô mua mấy ký? Em con mua 2 ký. Ủa gì kỳ vậy? Bên này 2 ký 6 trái, bên này 2 ký 4 trái là sao? Làm gì có chuyện đó, cái này là cái này mới 2 ký nè, cái này là 3-4 ký đó. Đâu để lên coi đó, để lên coi. 2 ký 2. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, không không tin vào mắt mình, 4 ký rưỡi. Trời đất ơi. Sao trả tiền chưa vậy? Anh chưa trả tiền. Chạy cho em gửi lại đi. Cái gì vậy? Ủa nè anh ơi chưa trả tiền. Ủa cân hàng rồi mà đi làm sao anh ơi? Trời ơi cái gì vậy nè anh ơi, em lộn nó, có gì mai mốt quay lại nha anh ơi. Ở đó đó ông khùng mới quay lại đó. Cái ngộ nghe, tự nhiên liên quan gì tới chị mày chở đi, chị xỉa xói tôi vậy? Xỉa xói cái gì? Cô buôn bán mà cô buôn bán không đủ, đã bán mắc thì thôi đã đành rồi, bây giờ cô bán cô cân thiếu như vậy coi sao được. Chị đừng có nói cái chữ cân thiếu ở đây nghe chưa, hồi nãy tôi cân thiếu tại sao chị không nói hả? Bây giờ chị xách nho đi đâu đó ha, rồi chị đói bụng quá chị ăn hết nho rồi chị quay lại đây chị đổ thừa tôi cân thiếu là sao? Trời đất ơi, cô bán hàng mà cô nói chuyện ngang ngược vậy làm sao? Nói gì mà ngang ngược nè, đáng lẽ trong cái cách đối xử của cô cũng phải coi lại. Cô bán làm sao mà cho khách hàng ta còn quay trở lại qua cái cách nói chuyện ngọt ngào của cô? Đã vậy buôn bán cùng buôn bán không đủ mà còn bán mắc nữa. Rồi. Ai quay trở lại với cô? Trời ơi, muốn quay lại ba làng nói không lại à? Không biết nói không lại thì đừng có nói. Tôi gì? Thôi kể như là tôi xí một bơm cho cô đi. Trời ơi trời. Kể như là nửa cái nho này ha. Kể như là cho. Thôi tôi nói thiệt với cô, không bao giờ có ai quay trở lại cái hàng của cô mua đâu. Nè.
Bà tưởng bà là ai hả? Bà tưởng bà là ai? Bà là cô giáo tôi hay sao? Bà lên lớp và bà sân si, bà xỉa xói, bà nói là không ai quay trở lại tôi. Không phải là cô giáo, tôi chỉ là khách hàng. Nhưng mà cái người buôn bán như cô vậy, khách hàng không khách hàng nào chịu quay lại. Trời ơi, ai mượn mà quay lại? Mua có nửa ký nho hà, lấy hai ba cái bịch đi ăn cho đã, xong quay trở lại nó còn thiếu là sao? Không bao giờ tôi bán hàng cho bà nữa. Nói gì? Buôn bán thì giữ gìn tư cách để khách hàng quay trở lại à? Ê, xin lỗi nghe cái câu này, thầy giáo tôi dạy tôi mười mấy năm còn chưa được, chứ đừng nói bà dạy tôi một phút một giây. Sao? Nghĩ sao vậy? Bán hàng tao bán cần lớn, không ai cần ba cái mối lặt vặt vậy hết trơn trời á. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Ai mà tự nhiên cắt trái cây luyện tùm lum tà la ra vậy? Hả? Mình cắt? Trời đất ơi, sao mình mê trai dữ vậy nè? Sáng vô bán mới có nửa ký nho à, mà cắt tà la ra vậy rồi lỗ vốn nguyên ngày rồi.